Vâng, chào các bạn. Chào các bạn đã đến với channel Thái Tuấn về Drum nha. Hôm nay thì tôi cũng đề cập tới quý vị gọi là cái chủ đề về bánh mì. Mấy ngày nay thì tin tức trên mạng xã hội Facebook rồi YouTube rồi tất cả những cái trang tin báo đài đã nhắc đến là những người dân của Hàn Quốc qua Việt Nam mà chê bánh mì Việt Nam. Nên tôi không hiểu vì sao họ chê, nhưng mà đối với tôi và những người dân Việt Nam thì món bánh mì buổi sáng, ẩm thực để điểm tâm buổi sáng rất quan trọng và rất phổ biến đối với người dân Việt Nam và cũng rất là ngon. Thì không hiểu vì sao thì họ chê, thì cái quyền đấy là quyền của họ. Nhưng mà hôm nay tôi cũng làm cái clip đây để cho những người dân ở ngoài nước và là trên khắp thế giới cũng biết đến Việt Nam, là món ăn Việt Nam bánh mì cũng rất là quan trọng mà rất là ngon đối với người dân Việt Nam. Và bây giờ thì tôi sẽ các bạn sẽ cùng tôi đi mua bánh mì nhá. Vâng. Đấy, chúng ta cùng đi nhá. Vâng, từ nhà tôi ra chỗ mua bánh mì thì khoảng 500m nha quý vị. Sắp tới nơi rồi quý vị. Qua ngã tư này là tới thôi. Đây đây, tới rồi. Tới đây rồi. Bánh mì đây rồi. Em ơi. Em. Cho anh ba ổ bánh mì. Đúng rồi. Với thêm một ổ thịt nữa nhá. Là 4 ổ que với 1 ổ người lớn. 4 ổ que à? Đó là thêm 1 ổ que nữa. Thêm một ổ que, ba ổ que. Thêm một ổ que đó, nhưng mà thêm ổ đó là làm chứ là làm trứng là thịt, làm thịt thôi. Ba ổ thịt với một ổ trứng thịt. Ổ chỗ chưa lên, em chưa được không? Ba que thế bỏ thịt ăn hả? Ba que thế bỏ thịt nướng hả? Đúng rồi. Về làm ổ luôn thì ăn. Nhanh ra. Ổ của em cha nó thêm đó. Buổi sáng người dân đứng xếp hàng mua bánh mì rất đông. Đứng phải chờ xếp hàng. Tôi cũng phải chờ. Anh em ơi, đây đại ba để chuẩn bị hết đó. Đang mua bánh mì về rồi này, mở cửa nào, ăn bánh mì nào.
Mở cửa con. À, ăn bột nhau á. Giang ơi, bánh mì nè. Đi yên đấy ba. Ăn ơi. Đi ăn. Đi vô nhà. Vâng, chào quý vị. Buổi sáng tôi đã mua bánh mì về để cho mấy đứa nhỏ, mấy con của tôi ăn nha. Bánh mì Việt Nam nha, rất ngon nha. Vâng, bây giờ chúng ta cùng thưởng thức bánh mì nha. Đây. Anh ơi. Đây, chuẩn bị chia bánh mì nha. Thắp này. Ủa, trong bánh mì của em lên mà. Không, hôm nay lâu lâu ăn bánh mì thịt thì con. À. À. Có bò luôn à. Cho bò luôn. Đó. Bằng nhau rồi nha anh hai. Rồi, là ăn đi con. Còn đây là phần của tôi. Ngon. Đó. Tất cả những người dân Việt Nam đều thưởng thức bữa sáng bằng bánh mì, rất là phổ biến, rất là ngon và rất là tuyệt vời. Vậy mà mấy người Hàn Quốc lại chê bánh mì Việt Nam, tôi không hiểu. Nhưng đây là video để minh họa rằng là món bánh mì Việt Nam rất là ngon và rất là quan trọng với bữa ăn sáng của người Việt dân Việt Nam nhá. Rồi, video đến đây là kết thúc. Tất cả chào mọi người đi. Mời mọi người ăn đi. Mời các bạn ăn. Chào mọi người. Chào mọi người. Vâng, mời mọi người ăn sáng nha. Bánh mì. Đúng rồi. Vâng, chào quý vị nhé. Clip của tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị vào những cái video lần sau. Và quý vị nhớ ủng hộ kênh của VDM Thái Tuấn bằng việc đăng ký, bấm chuông và like, share. Và có thể góp ý kiến cho VDM Thái Tuấn ở comment bên dưới nha. Vâng, một lần nữa thì chào các quý vị.